được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 19 tháng 9 được phát sóng trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Bản tin ngày hôm nay sẽ bắt đầu bằng thông tin câu lạc bộ Nam Định nhận doping sau thắng lợi mở màn ở giải châu Á. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt, câu lạc bộ Nam Định mới đây đã có một khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League 2 2024-2025, tức cúp C2 châu Á. Cụ thể ở trận ra quân hành quân đến làm khách của câu lạc bộ Liman của Hồng Kông, đội bóng Thành Nam đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước đối thủ. Trong đó, hai bàn thắng của đội bóng Nam Định lần lượt được ghi bởi tiền đạo Rafael Sơn và tiền vệ Lucas Silva. Sở dĩ Liên đoàn bóng đá châu Á AFC không giới hạn ngoại binh và không phân biệt cầu thủ nhập tịch, nên câu lạc bộ Nam Định đã thoải mái sử dụng lực lượng cầu thủ nước ngoài hiện có. Nguyễn Xuân Son vẫn ra sân với tên gọi nước ngoài Rafael Sơn trong tổng cộng 7 cầu thủ nước ngoài trên sân của nhà đương kim vô địch V-League, phủ sóng tất cả các vị trí trên sân. Đáng chú ý, ngay sau trận đấu này, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã gửi lời chúc mừng đến thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Chúc mừng câu lạc bộ Nam Định đã có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước chủ nhà Liman của Hồng Kông Trung Quốc trong trận ra quân tại AFC Champions League 2 2024-2025. Hai bàn thắng của đội bóng Thành Nam được ghi do công của Rafael Sơn và Lucas Silva. Thực tế, trong chuyến làm khách của Liman, một nhóm người hâm mộ Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Hồng Kông đã trực tiếp đến sân cổ vũ cho câu lạc bộ Nam Định. Chắc chắn rằng, với sự ủng hộ của người hâm mộ nước nhà cũng như những động viên tinh thần từ VFF sẽ là động lực để Rafael Sơn và các đồng đội tại câu lạc bộ Nam Định nỗ lực hơn trong các lượt trận tiếp theo ở đấu trường châu Á. Cần nói thêm, Nam Định nằm ở bảng G với các đội Bangkok United của Thái Lan, Liman của Hồng Kông và Tepai Rovers của Singapore. Theo kế hoạch, ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 2 tháng 10, đội bóng Thành Nam sẽ trở về tiếp đón câu lạc bộ Bangkok United của Thái Lan, đại diện được đánh giá vượt trội nhất bảng trên sân nhà Thiên Trường. Tối ngày 18 tháng 9, Thép Xanh Nam Định đánh bại Liman của Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 2-0, có sự khởi đầu thuận lợi tại AFC Champions League 2 2024-2025. Ở trận đấu này, ngoại binh Lucas Silva có một pha va chạm mạnh với cầu thủ Liman, khiến anh bị rách phần trên của môi. Ngay sau trận đấu, ngoại binh Thép Xanh Nam Định đã phải nhập viện ở Hồng Kông để khâu vết thương. Trưa ngày 19 tháng 9, Lucas Silva cùng các đồng đội di chuyển ra sân bay trở về Việt Nam, chuẩn bị cho vòng 2 LB Bank V-League 2024-2025. Ở trận đấu sắp tới, đoàn quân của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt tiếp đón Quảng Nam trên sân nhà Thiên Trường. Trong trận giao quân V-League, Thép Xanh bất ngờ thua Hà Tĩnh 0-1. Trận này, nhà đương kim vô địch quyết tâm giành trọn 3 điểm khi được chơi trên sân nhà và gặp đối thủ vừa miếng. Vấn đề được nhiều người quan tâm là tiền đạo Nguyễn Xuân Son có ra sân thi đấu hay không. Đến thời điểm này, chân sút người Brazil vẫn chưa hoàn tất các thủ tục nhập tịch để trở thành một nội binh của Thép Xanh Nam Định. Tiếp theo là thông tin Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần đầu tiên đón VAR trên sân Pleiku. Ở mùa giải năm nay, VPF đã nỗ lực để phủ VAR khắp sân bóng tại V-League và sân Pleiku cũng không ngoại lệ. Và để đáp ứng các yêu cầu từ VPF và ban tổ chức V-League 2024-2025, trong thời gian qua, sân Pleiku đã có sự thay đổi và nâng cấp về cơ sở hạ tầng. Cụ thể, sân nhà của Hoàng Anh Gia Lai đã lắp đặt hệ thống báo động cháy tự động và cam kết nâng cấp ánh sáng đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn độ sáng như quy định. Ngoài 128 bóng đèn hiện có trên 4 trụ đặt ở 4 đầu sân, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ lắp đặt thêm 12 bóng trên nóc hai khán đài A và B, nâng tổng số bóng đèn sân Pleiku lên thành 152 bóng. Sân Pleiku được xây dựng theo mái vòm hình oval, chạy dọc theo bao trùm toàn bộ các khán đài. Điều này giúp họ có thể lắp đặt các bóng đèn bổ sung khiến ánh sáng phân phối đều trên mặt sân. Ngoài ra, sân Pleiku cũng đặc biệt lắp đặt một khu vực quay chuyên dụng, được dựng riêng ở góc khán đài A2 để ghi lại những hình ảnh phục vụ cho VAR, với đầy đủ đường dẫn và buộc quay được gắn chặt vào nóc khán đài. Ngoài ra, đội bóng của Bầu Đức cũng đã tham khảo các chuyên gia kỹ thuật để lắp buộc theo đúng yêu cầu về độ cao của VAR. Trận đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 LB Bank V-League 1 2024-2025 sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 21 tháng 9. Trong bài đăng mới đây trên trang cá nhân, thủ thành Việt Kiều Patrick Lê Giang đã hé lộ về vinh dự đặc biệt mà mình vừa được nhận tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Patrick Lê Giang đã thể hiện sự vui mừng khi được bầu làm đội trưởng của câu lạc bộ. Chia sẻ trên trang cá nhân, thủ thành Việt Kiều Slovakia đã bày tỏ sự hạnh phúc và tự hào khi được chiến hạm đỏ trao tấm băng thủ quân. Đây là một khoảnh khắc thực sự đặc biệt đối với tôi. Được bầu làm đội trưởng của câu lạc bộ tuyệt vời của chúng ta là một vinh dự lớn và tôi rất biết ơn vì sự tin tưởng mà tôi đã nhận được. Tôi sẽ làm mọi thứ để khiến tất cả các bạn tự hào. Mùa giải vừa mới bắt đầu, chúng ta có một tập thể ban huấn luyện và các cầu thủ tuyệt vời. Hãy biến nó thành những kỷ niệm khó quên. Chiến đấu cùng nhau, Lê Giang chia sẻ.
Sau khi hết hạn hợp đồng thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội, thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang đã đồng ý ký hợp đồng mới với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 năm. Các chi tiết tài chính không được công bố, nhưng theo tìm hiểu thì Patrick Lê Giang sẽ lĩnh lương tháng khoảng 450 triệu đồng. Ngoài ra còn có khoản phí lót tay cho thủ môn 32 tuổi là 7,5 tỷ đồng và được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trả thành 3 đợt 2,5 tỷ đồng mỗi năm. Nếu hoàn thành hợp đồng với đội bóng Thành phố Hồ Chí Minh, Patrick Lê Giang sẽ bỏ túi tổng cộng gần 23 tỷ đồng chưa tính các khoản thưởng. Bây giờ là thông tin huấn luyện viên Việt Nam dẫn dắt câu lạc bộ ở Canada. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang, nhà cầm quân từng đưa đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự World Cup 2021, đã chính thức sang Canada để đảm nhận vị trí huấn luyện tại đội trẻ của câu lạc bộ TD Soccer tại thành phố Saskatoon. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang bắt đầu công việc mới tại Canada từ cuối tháng 8. Câu lạc bộ TD Soccer đã bày tỏ sự tự hào khi có được một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng như ông Giang. Đại diện của câu lạc bộ chia sẻ: "Chúng tôi rất vui mừng thông báo sự xuất hiện của huấn luyện viên Futsal Phạm Minh Giang đến từ Việt Nam. Ông Giang có kiến thức và kinh nghiệm sâu rộng về bóng đá trong nhà và là cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam dẫn dắt đội tham dự World Cup Futsal 2021. Năm 2020, ông được tạp chí Futsal Planet chọn là một trong 10 huấn luyện viên xuất sắc nhất thế giới. Huấn luyện viên Minh Giang rất đam mê futsal và mong muốn phát triển môn thể thao này tại Saskatoon. Được biết, TD Soccer là một trong những trung tâm đào tạo futsal hàng đầu tại Canada với các đội tuyển từ U10 đến U18. Canada cũng là nền bóng đá đứng thứ 52 trên bảng xếp hạng futsal thế giới, kém Việt Nam 39 bậc. Khép lại là thông tin Tiến Linh được vinh danh. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh góp mặt trong top 18 giải thanh niên sống đẹp năm 2024. Thông tin trên trang chủ Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chiều ngày 18 tháng 9 cho biết, tiền đạo tuyển Việt Nam Tiến Linh đã có nhiều đóng góp cho xã hội thời gian qua. Mới đây, cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ Bình Dương trích doanh thu một tháng tại cơ sở kinh doanh gia đình để ủng hộ vào quỹ mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Anh cũng đã quyên góp 30 triệu đồng đến bệnh viện Bạch Mai nhằm hỗ trợ cứu chữa cho những nạn nhân lũ quét ở Làng Nủ, Lào Cai. Chưa hết, tiền đạo sinh năm 1997 còn tổ chức trận bóng đá từ thiện thu về 9,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được gửi đến Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương nhằm thực hiện các dự án thiện nguyện. Trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Thái Lan hôm 10 tháng 9, Tiến Linh có hành động đẹp khi không ăn mừng sau khi ghi bàn và chắp tay cầu nguyện, chia sẻ với các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. Bên cạnh Tiến Linh, các cầu thủ khác như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải cũng quyên góp tiền gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão lũ. Thanh niên sống đẹp là giải thưởng do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức năm 2017 nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có nghĩa cử cao đẹp, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, tạo động lực cho cộng đồng học tập và nói theo. Đến đây chúng tôi xin khép lại tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 19 tháng 9. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cùng nhấn like, share và subscribe kênh YouTube Báo Bóng Đá. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!